À, lưng nó nặng quá, đi cổng nó nặng quá các bạn. Cổng nó đi coi bóng phá bông nặng quá các bạn ơi. Có gần sửa bắn rồi. 10 phút nữa là bắn rồi các bạn. Bắn phá bông đón mừng Xuân Kỷ Hợi. Chung là mình đi trễ quá. Đó, bắn rồi. Đây thấy rồi. Thấy không? Bắn 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 thấy không? Thấy không? Thấy chưa? Bên kia thấy rõ hơn rồi. Đó. Ở xa quá không có thấy. Rồi, đứng đó bà quay con với lại em nữa mà. Đứng đó bà quay đừng với pháo bông luôn. Bị khuất cái cây trụ điện ở xa lắm các bạn, cách đó cũng khoảng 500 mét thôi các bạn. Để cái xe xuống rồi coi. Thank you.
lần đầu tiên là mình được thấy thấy băng tháo ông hơn đúng không? Đẹp quá ha. Lần đầu tiên được thấy luôn ha. Lần đầu tiên con mình được thấy băng tháo ông luôn đó các bạn. Có sợ không? Hết hết sợ rồi hả? Có bao nhiêu lần đầu tiên nữa ha? Đầu tiên thấy rồi. Mày đứng lên mà quay nữa cho nó. Đứng lên cái. Đứng lên. Rồi hết rồi. Chúc mừng năm mới. Hết rồi. Ơ còn nữa, còn nữa. Hồi nãy là bị lép. Luôn các bạn, là cái này là cái cuối cùng đó nha. Thì khuất cái nhà lầu rồi, không thấy rõ luôn. Cái độ cao cũng cao lắm, bắn cũng cao khoảng 50 mét đó. Độ cao khoảng 50 mét cho nên nó phát ra tới qua được cái nhà lầu này. Cú này là cú chót luôn nha các bạn, là hết luôn rồi đó. Sáng ngọt chờ luôn.
cuối cùng rồi các bạn. Rồi, quả cuối cùng rồi. Wow. Rồi, hết. Đi ra xe mình nè. Chúc mừng năm mới. Hết rồi, hết rồi. Giờ ra mới phơi nè. Chờ người ta ra bớt hả? Chờ người ta ra bớt rồi mình ra. Chỉnh chỉnh xe nè. Chờ người ta ra bớt rồi mình ra. Chờ người ta ra hết rồi ra cho con. Đứng, đứng im cho ta chạy không. Không có đi được. Không có đi nào được đó. Không có đi nào được hết. Cho ta ra hết rồi mình mới đi được.